Chào mừng các bạn đến với khóa học Kế toán Hành chính sự nghiệp đơn vị pháp y. Đối với loại hình hành chính sự nghiệp trong đơn vị pháp y là một đơn vị có thu, khác với các đơn vị đơn thuần thì đơn vị này sẽ có nhiều các nghiệp vụ phức tạp hơn rất nhiều. Bởi ngoài vấn đề hạch toán các nghiệp vụ cơ bản về kế toán, cần phải có các kỹ năng hạch toán, các bút toán khó hơn so với đơn vị đơn thuần và hành chính sự nghiệp có thu trường học khác. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công việc của một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp pháp y, nắm rõ được quy trình, phân tích được các chi phí và lập định mức ngân sách nhà nước, biết phân bổ các định mức chi tiêu, dự toán nguồn kinh phí, quản lý các nguồn thu sự nghiệp, thành tạo lập báo cáo tài chính trong đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp pháp y. Hãy cùng Kế toán Việt Hương tìm hiểu chi tiết về nội dung của khóa học dưới đây. Trong nội dung hành chính sự nghiệp, các bạn sẽ được hướng dẫn về cách cập nhật các dữ liệu bao gồm khai báo danh mục phòng ban nhân viên, khai báo các mã kho, tồn kho, nhập số dư, tài khoản của kho bạc và ngân hàng, tạo các mã sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp pháp y và lập danh sách các nguồn kinh phí đầu năm, nhập số dư của tài khoản đầu kỳ, các chứng từ phát sinh trong kỳ, hướng dẫn chi tiết cho các bạn về các nghiệp vụ liên quan đến kế toán vật tư, các đặc điểm, đặc thù khác trong quản lý vật tư, hạch toán các nội dung liên quan đến tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và liên quan đến các nghiệp vụ nguồn kinh phí, hướng dẫn thực hiện việc lên bảng lương, lập và trích các khoản bảo hiểm, hạch toán các nội dung liên quan đến các nguồn thu khác và nguồn chi phí khác, kiểm tra theo dõi các công nợ phải thu của khách hàng. Cách kiểm tra và đối chiếu dự toán kinh phí tại kho bạc, xây dựng dự toán ngân sách của các năm tiếp theo, báo cáo tài chính đầy đủ theo thông tư 107 và hướng dẫn cách lập báo cáo đối chiếu, lập kế hoạch chi tiêu cho năm tới, hoàn thiện các hóa đơn chứng từ sổ sách và hướng dẫn thực hiện in sổ sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp pháp y là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học bao gồm lớp online và một giáo viên kể một học viên. Các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên trang web ketoanviethung.com. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chính chứng từ mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ.